Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Bóng đè là gì? Phải làm gì khi bị hiện tượng bóng đè? Cẩn thận kẻo hối không kịp. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn tỉnh dậy vào giữa buổi đêm và cảm thấy khó thở như có một vật gì đè nặng trên ngực hay chưa? Bạn lờ mờ nhận ra một ai đó đang đè nặng lên người mình hoặc là đang chăm chú quan sát bạn trong bóng tối. Bạn muốn mở mắt ra, kêu cứu hay cử động chân tay thật mạnh để thoát khỏi cảm giác nặng nề đó, nhưng tất cả đều chìm trong bất lực. Những trải nghiệm đáng sợ trên được gọi là bóng đè hay còn gọi là hiện tượng ma đè. Bản thân tôi cũng đã từng bị bóng đè và quả thật cái cảm giác ấy vô cùng đáng sợ. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra hiện tượng bóng đè? Liệu có phải do ma quỷ hoặc thế lực huyền bí nào đó hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc muốn cùng quý vị đi giải mã về hiện tượng bóng đè và cách hóa giải hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh khỏi tình huống hiểm nghèo này. Bóng đè là gì? Phải làm gì khi bị hiện tượng bóng đè? Cẩn thận kẻo hối không kịp. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hiện tượng bóng đè là gì. Bạn thân mến, bóng đè là từ ngữ mà dân gian dùng để chỉ hiện tượng một người trong khi ngủ bỗng nhiên cảm nhận rất rõ ràng là có ai đang đè chặt vào một bộ phận nào đó trên cơ thể khiến họ nghẹt thở hoặc tê dại nhưng lại không thể nào kêu cứu vùng vẫy để thoát ra. Bóng đè là một hiện tượng thông thường trong đời mỗi người gặp ít nhất là một lần. Khi bóng đè, người ta sợ toát mồ hôi, muốn kêu cứu, cựa quậy mà đành chịu. Nếu biết là mình đang bị bóng đè, nghĩa là người ta vẫn còn tỉnh một nửa. Thứ hai, giải mã hiện tượng bóng đè trong cuộc sống. Theo y học, bóng đè là hiện tượng rối loạn giấc ngủ không thực tồn, tức không có thương tổn đến thực thể, xuất hiện ở người khi ngủ. Hiện tượng này thường xuất hiện ở người mới ốm dậy, sức khỏe suy nhược hay những người yếu bóng vía, dễ bị ám ảnh bởi các yếu tố tâm linh. Có lẽ trong cuộc đời, đa số chúng ta đều hơn một lần bị rơi vào tình trạng ấy. Chắc chắn bản thân người bị bóng đè do yếu tinh thần cũng như áp lực gia đình. Tuy không tin là do ma quỷ làm, nhưng người ta cũng thừa nhận rằng mỗi lần bị tấn công thì thấy rất lo sợ. Có một quy luật là chỉ khi con người mất cân bằng thì hiện tượng bóng đè mới xảy ra. Người bị bóng đè thường thấy một bóng người ập vào mình, đè nghiến làm cho bản thân mặc sức vùng vẫy trong bất lực, u ớ không nên câu do bất ngờ và hoảng hốt. Sau khi thoát ra, nếu người không có kinh nghiệm thì thường sợ hãi, còn đối với người có kinh nghiệm thường bực tức, cáu bẳn, xen lẫn những thắc mắc thực hư về việc cái bóng vô duyên vô cớ đó. Thứ ba, hiện tượng bóng đè dưới góc nhìn tâm linh có phải do ma quỷ tạo ra? Có rất nhiều người cho rằng đây là một trong những điều do ma quỷ hay nghĩ có ai đó ở thế giới bên kia hung ác xấu xa muốn làm hại mình. Cơ sở để người ta có niềm tin này chính là họ cảm nhận được hình dáng, hơi thở hay sắc khí và đôi khi cả giọng nói của đối phương một cách rất thật. Các kênh năng lượng của người bị tấn công mách bảo cho chính bản thân họ rằng đó là một sự tấn công thật sự và tin chắc
đây là một hiện tượng tâm linh. Đặc biệt, nếu con người ta bị bóng đè nhiều lần, chắc chắn có thể gây ra những khủng hoảng về tinh thần thật sự. Họ luôn lo sợ rằng sẽ có ai đó tiếp tục tấn công bất thình lình trong những giấc ngủ tiếp theo. Tham khảo các bậc thiền sư, được biết cả hai ý kiến trên đều được hiểu vì ai cũng thấy một khía cạnh của vấn đề. Bóng đè xảy ra hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà là một tín hiệu tự nhiên báo rằng ta đang có vấn đề và tự mình khắc phục thì mới giải quyết tận gốc. Cái gốc tạo ra hiện tượng bóng đè là do khối năng lượng tham sân si trong mỗi con người. Ba căn này tác động là khi mỗi người tích lũy các suy nghĩ, hành vi hay lời nói không hài hòa, nên đến một thời điểm nhất định con người mắc nhân quả bị bóng đè. Hiện thực đó phải xảy ra dù họ có muốn hay không. Theo các bậc thiền sư thì để hóa giải cho người thường xuyên bị bóng đè chính là hướng cho họ tới một đời sống cân bằng và hài hòa. Bản thân mỗi người có thể kết hợp các liệu pháp cân bằng thân tâm như tập thể dục, thể thao, cũng như nâng cao sức khỏe, thể chất, hay có thể chia sẻ với các nhà tâm lý để mình có cái nhìn tích cực về bản thân. Trên thế giới, những người thường xuyên thấy ma quỷ trong giấc mơ hoàn toàn không phải là hiếm hoi. Một số câu chuyện xung quanh hiện tượng bóng đè chắc chắn vẫn luôn là chủ đề được nhiều người bàn tán và gây ra nỗi ám ảnh khôn nguôi. Thứ tư, sự thật về hiện tượng bóng đè dưới góc nhìn khoa học. Các nhà khoa học phát hiện trong khoảng 90 phút đầu của giấc ngủ thì bộ não của con người có thể rất kích động, dẫn đến các giấc mơ đạt mức cao trào. Nếu cơ thể ở trong trạng thái mệt mỏi hay lo lắng về một vấn đề gì đó, trí não có thể tạo những kịch bản quái dị nhất trong khi bản thân người đó hoàn toàn nằm yên. Khi ấy, người bị bóng đè sẽ cảm thấy mình đang trong trạng thái mơ màng, nhưng có cảm giác rất tỉnh táo và nhận thức được hình ảnh, âm thanh xung quanh. Tuy nhiên, họ không thể cử động hay nói. Các hiện tượng này khiến người đó sợ hãi và hoảng loạn. Nguyên nhân của hiện tượng này là thiếu ngủ. Nếu tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên, chu kỳ giấc ngủ của người ấy sẽ gặp trục trặc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, nếu gia đình từng có người mắc chứng rối loạn giấc ngủ, chắc chắn những người bên cạnh cũng phải đối mặt với nguy cơ gặp bóng đè. Quý vị thân mến, khi gặp phải hiện tượng bóng đè, đa phần mọi người đều sẽ sợ hãi tột độ và mất đi phương hướng, không biết phải xử lý ra sao. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp tim và thậm chí có thể khiến chúng ta bị nghẹt thở, dẫn đến tử vong. Ngoài ra, hệ thần kinh cũng bị tổn hại nặng nề. Vậy trong những trường hợp bị bóng đè, chúng ta cần phải giải quyết ra sao để đảm bảo an toàn cho cơ thể và không gây đe dọa đến tính mạng? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là không nên phản kháng. Hãy nhẹ nhàng co duỗi chân tay. Khi bị bóng đè, bạn sẽ có cảm giác như có ai khác đè xuống hoặc lôi đi mà không thể chống cự lại được. Bạn đang tìm kiếm cách chữa trị bóng đè thì đừng nên phản kháng hoặc cố gắng vùng dậy. Nó chỉ khiến cho tình trạng nguy hiểm hơn mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Thay vào đó, hãy nằm thư giãn và trấn tĩnh lặp lại suy nghĩ rằng đây chỉ là một ảo giác thôi. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng tỉnh lại và thoát khỏi tình trạng bóng đè. Nhẹ nhàng co duỗi các ngón tay chân, bạn hãy tập trung sự chú ý vào nó. Rất có thể nó sẽ giúp bạn thức tỉnh.
bởi bóng đè chỉ tập trung chủ yếu ở phần bụng, cổ họng và phần ngực. Thứ hai, tập trung vào luồng hơi thở của mình. Nhiều người cố gắng gượng dậy khi bị bóng đè, nhưng điều này thực sự không cần thiết. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào hơi thở, bởi hơi thở tác động đến toàn bộ các bộ phận trên cơ thể. Bạn nên kiểm soát hơi thở nhịp nhàng, sự sợ hãi để toàn cơ được thư giãn nhất và dễ dàng bừng tỉnh. Một tiếng động có thể giúp bạn bừng tỉnh, nhưng không phải lúc nào cũng có những âm thanh giúp bạn thoát khỏi tình trạng này. Hãy tận dụng tiếng ho của mình hoặc hơi thở để tự mình đánh thức bản thân. Loại hành vi này được điều tiết một cách có ý thức trong khi ngủ. Thứ ba, hãy di chuyển nhẹ nhàng. Nếu tất cả những cách trên đều không giúp bạn thoát khỏi hiện tượng bóng đè, thì nhẹ nhàng di chuyển. Đây là một việc làm khá khó khăn nếu như bạn cố gắng ngồi dậy. Thay vào đó, bạn có thể tập trung vào những chuyển động nhỏ như nắm chặt bàn tay, vặn vẹo ngón tay chân một vài lần để thoát khỏi tình trạng tê liệt. Có thể xem cách chữa bóng đè này thực sự hiệu quả. Thứ tư, tìm kiếm sự giúp đỡ của những người ngủ chung. Nếu như bạn có người ngủ chung thì bạn có thể nói với họ về tình trạng mình hay gặp phải khi ngủ. Theo đó, bạn có thể nhờ họ phân biệt các dấu hiệu tình trạng khó thở, nhịp thở không đều để họ đánh thức bạn càng sớm càng tốt. Thứ năm, đặt niềm vào tín ngưỡng. Nhiều người tìm thấy sự bình an, nhẹ nhàng và bao dung khi gửi gắm tinh thần vào tín ngưỡng. Do vậy, nếu ở trong trường hợp bóng đè, bạn có thể liên tưởng đến một vật Phật giáo hoặc tượng thờ tôn giáo mang lại điểm may mắn cho bạn, thì bạn sẽ mau chóng tỉnh lại. Quý vị thân mến, khi gặp phải hiện tượng bóng đè này, bạn đừng nên hoảng hốt và cũng không cần quan trọng hóa vấn đề, coi đó là hiện tượng tâm linh đáng sợ. Bóng đè vốn không nguy hiểm, chỉ cần khoảng thời gian ngắn là sẽ hết, đặc biệt là nếu có sự tác động từ bên ngoài thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Với những phương pháp trên, chúc các quý bạn sớm thoát khỏi ác mộng bị bóng đè, có những giấc ngủ ngon lành để lấy lại sức lực sau cả ngày làm việc căng thẳng. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.